Lịch Ngày Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ tư, ngày 20 tháng 9 năm 2017 cùng 12 con giáp. Tam hợp cục nâng đỡ, người tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này sẽ có nhiều niềm vui về tình cảm. Tử vi ngày 20 tháng 9 năm 2017 cho thấy tình duyên nở rộ, đào hoa khởi sắc, vận trình tình cảm của bản mệnh tăng tiến không ngừng. Tình yêu đôi lứa ngày càng thêm bền chặt, thời gian không khiến cho tình cảm phai phôi mà ngược lại càng thêm mãnh liệt hơn. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé! Tử vi tuổi Tý, thương quan ngáng trở vận trình công việc của người tuổi Tý khiến cho bản mệnh phải chịu không ít khó khăn khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bản mệnh còn chưa thực sự kiểm soát được cảm xúc cá nhân nên dễ dàng gây mâu thuẫn với người khác. Đó là điểm yếu khiến cho bạn cần phải thay đổi. Đừng để những lúc bốc đồng thay thế cho lý trí, việc công sức trước đó thành bê khói. Trong ngày thủy thổ xung khắc, vận trình tình cảm của bản mệnh vẫn chưa có nhiều thay đổi. Bạn còn đang bận rộn với nhiều thứ cần phải suy nghĩ nhưng không lo lắng nhiều về chuyện tình yêu. Bạn không quá mong chờ, cũng không quá sốt ruột khi tình yêu chưa đến. Có lẽ vẫn chưa đến lúc để định mệnh bước vào cuộc đời bạn. Trong lúc đó, sao không tận hưởng cuộc sống ta đang có bây giờ? Đâu phải là không có tình yêu, là dễ thiếu thốn về tình cảm. Bởi chúng ta vẫn còn tình bạn, tình thân, còn nhiều người yêu thương và quý mến chúng ta. Hãy cứ mở rộng lòng mình, tình yêu rồi ắt sẽ tới. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, xanh lục, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, thân, tỵ. Tử vi tuổi Sửu, Sửu Tuất tương hình, tử vi ngày 20 tháng 9 năm 2017 báo hiệu điểm không lành có thể xảy đến với người tuổi Sửu. Sự thẳng thắn của bạn có thể khiến cho người ấy cảm thấy không thoải mái, dù biết tính bạn không hề ác ý mà chỉ nói ra những điều mình suy nghĩ. Người chúng ta yêu thương cũng cần được trân trọng chứ không đơn giản, bạn có thể làm tổn thương vì những lời nói của mình. Chỉ ngấn dẫn đường chỉ lối, bạn có được những cơ hội để thăng tiến trong công việc nhờ vào sự thông minh và tấm lòng từ tâm của mình. Bạn tạo được sự hài hòa trong mối quan hệ với đối tác cũng như đồng nghiệp, bao dung trước những lỗi lầm mà người khác mắc phải, đặt mình trong vị trí đó để thấu hiểu và tha thứ. Tuy nhiên, đôi khi bản mệnh vẫn có những lúc bảo thủ, khăng khăng làm theo ý của mình mà không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Đây là điều mà bạn cần phải xem xét sửa đổi ngay. Bởi một người cố chấp và bảo thủ, khó lòng có được thiện cảm từ người khác. Có thể những ấn tượng tốt mà bạn tạo ra trước đây sẽ bị xóa bỏ chỉ vì một lần không kiểm soát được bản thân mình. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 15 giờ 17 giờ, màu sắc cát tường, vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần, tử vi thứ tư của 12 con giáp cho thấy bản mệnh sẽ có những điểm báo tốt lành về con đường tình yêu. Tam hợp cục dẫn đường chỉ lối cho người tuổi Dần tìm thấy một nửa của mình giữa bao la cuộc đời. Bạn sẽ thấy được phép nhiệm màu của tình yêu, thấy có thêm sức sống vô cùng mãnh liệt khi mà tình yêu tiếp sức cho mình. Thiên tài cũng sẽ giúp cho người tuổi Dần gặp nhiều may mắn trong chuyện kinh doanh buôn bán. Thiên tài chủ về nguồn thu đến từ nghề phụ cũng có lợi cho những người làm ăn. Bạn nhạy bén với thời cuộc và nhìn nhận ra những cơ hội để phát tài phát lộc dưới những nguy cơ không dễ dàng để vượt qua. Song bản mệnh cũng cần phải kiểm soát bản thân tốt hơn, đừng chỉ chú trọng vẻ bề ngoài mà quên đi những điều ẩn chứa phía sau. Bạn ham mê những thứ phù phiếm, làm theo sở thích của bản thân mà tiêu phí đi những đồng tiền mồ hôi xương máu mà bản thân phải vất vả mới có thể kiếm được. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, đen, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão, Mão Tuất nhị hợp, người tuổi Mão được ảnh hưởng tốt từ cục diện này, vợ chồng tình cảm càng ngày càng thêm nồng thắm. Bản mệnh coi trọng giá trị gia đình, luôn cố gắng hết mức để chăm lo cho những người thân yêu nhất của mình. Niềm hạnh phúc của những người thân là những gì mà bạn mong muốn và nguyện hy sinh để gìn giữ và bảo vệ. Chính tài ghé qua mang theo nguồn thu lớn đến cho người này, bạn có thêm thu nhập cho mình, lại thêm tầm nhìn xa, tiết kiệm một cách thông minh nên cũng sẽ có cho mình một khoản kha khá. Bản tính gần cù, chịu thương, chịu khó, bạn chăm chỉ làm việc nên giờ là lúc để nhận lại những thứ mà xứng đáng đối với công sức của mình đã bỏ ra. Có điều bạn cần phải lên kế hoạch tài chính thật kỹ càng, chứ nên thấy tiền bạc rủng rỉnh mà tiêu xài mua sắm không tiếc tay, không cẩn trọng trong chi tiêu, rất có thể bạn sẽ phải đối mặt với cảnh túng thiếu. Ngồi ăn không, trực chờ, tiền đuối cũng sẽ hết, bạn tìm cách đầu tư để tiền bạc một ngày một sinh sôi nhé. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, đen, xanh dưa, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn, xem tử vi thứ tư gồm 12 con giáp, Thìn Tuất tương xung, ảnh hưởng nặng nề đến vận trình tình cảm của người tuổi Thìn. Người đã kết hôn đứng trước nguy cơ rạn nứt tình cảm
Những cuộc cãi vã diễn ra thường xuyên trong khi không ai chú ý giảng hòa hay là rú nước khiến cho mọi chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Với các bạn còn chưa có đôi có cặp, tính khí bốc đồng dễ khiến cho bạn cho đối phương phật ý, khó lòng có thể tiến tới được chặng đường tình cảm tiếp theo. Bạn khá bướng bỉnh và không chịu thua bất cứ ai, dù cho đó có là người mà bạn có tình cảm đi chăng nữa. Điều này cần chờ bạn khá nhiều trên hành trình tìm kiếm một nửa cho mình. Thiên ấn mang theo những niềm vui về công việc sắp tới cho con giáp này. Bản mệnh có sự nhanh nhạy hiếm có, khả năng ứng biến linh hoạt khiến cho bạn giành được lòng tin từ cấp trên. Bạn sẽ có thêm những cơ hội mới để thể hiện năng lực của mình, hãy cố gắng trân trọng thời cơ và thể hiện bản thân thật tốt. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 9 giờ 11 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ. Ngày thiên quan giáng họa, vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ lên xuống thất thường, mới có thành công nhiều tài năng và tinh thần nhiệt tình trong công việc, bạn lại bị kẻ xấu chơi khăm và đánh mất cơ hội để tiến xa hơn trên bước đường công danh. Bạn nên cảnh giác và đề phòng hơn, không để cho kẻ xấu có cơ hội dung thân. Điều này thực sự rất khó khi mà địch ở chỗ tối còn ta ở chỗ sáng. Song với tài trí của mình, chắc chắn bạn sẽ có thể tìm ra bí quyết để thành công, để có thể thoải mái hưởng thụ những điều mình xứng đáng có được. Ngày hỏa sinh thổ, bản mệnh sẽ phải chịu chút thiệt thòi trong chuyện tình cảm khi mà bạn hy sinh quá nhiều cho người ấy. Tình yêu không thể nào cũng ở thế cân bằng, luôn có một người cho đi nhiều hơn và một người nhận lại nhiều hơn. Song cho đi chưa hẳn là mất, khi mà bạn nhận lại được sự thanh thản trong tâm hồn và niềm vui khi mà có được những điều có ích cho người mình yêu. Con số may mắn 2, 9, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường đỏ cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ. Tam hợp cục nâng đỡ, người tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này sẽ có nhiều niềm vui về tình cảm. Tử vi ngày 20 tháng 9 năm 2017 cho thấy tình duyên nở rộ, đào hoa khởi sắc, vận trình tình cảm của bản mệnh tăng tiến không ngừng. Tình yêu đôi lứa ngày càng thêm bền chặt, thời gian không khiến cho tình cảm phai phôi mà còn được càng thêm mãnh liệt. Chính quan cũng giúp cho bản mệnh nhiều điều trong công việc, tuy nhiên bản mệnh cần phải khắc phục thói cứng nhắc bảo thủ của mình. Những thói xấu đó khiến cho bạn khó lòng thành công vì bỏ qua những cơ hội tốt đến với mình. Bạn cần phải thay đổi nếu không muốn dần dần bị loại bỏ. Ứng biến linh hoạt và có cách xử lý vấn đề mềm mỏng sẽ giúp cho người tuổi Ngọ có thêm nhiều cơ hội để phát triển bản thân trong công việc, mang tới nhiều không gian để tăng tiến thêm trong tương lai. Bạn cần phải biết rõ mục tiêu của mình trong công việc là gì, tránh để những cảm xúc cá nhân lấn át. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường cam hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi. Mùi Tuất tương phá, người tuổi Mùi có một ngày buồn bã vì chuyện tình cảm không được như ý. Hai người tranh cãi vì nhiều lý do, không ai chịu nhường nhịn ai, dù biết rằng cuối cùng vẫn không thể từ bỏ được. Cả hai cùng phải chịu tổn thương vì những lời nói của mình trong lúc tức giận. Tổn thương vì người mình yêu là nỗi đau khổ khó có thể nói thành lời. Càng yêu, chúng ta càng trông đợi nhiều hơn từ người ấy, mong rằng được yêu thương và thấu hiểu cho dù chuyện gì có xảy ra. Trong cuộc đời, có rất nhiều những biến cố có thể xảy đến bất cứ lúc nào, cần phải đủ bao dung và tình cảm chân thành mới có thể dìu nhau đến bến bờ hạnh phúc. Chỉ cần báo hiệu rằng bản mệnh sẽ giành được những thành công mới trong công việc, tinh thần làm việc nhiệt tình cũng sự hết lòng vì công việc, khiến cho bạn giành được điểm cộng trong mắt cấp trên, có thêm nhiều cơ hội để thể hiện mình và thăng tiến dễ dàng hơn trong công việc. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường nâu cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân. Thân Tuất tương hội, con đường tài lộc của người tuổi Thân thanh thang rộng mở vô cùng. Chuyện hợp tác làm ăn thuận lợi mang về những nguồn thu đáng tự hào. Bạn thoải mái trong chi tiêu vì đó là công sức mình làm ra. Tuy nhiên cũng cần phải có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để tránh chuyện vung tay quá chán. Tỷ kiến xuất hiện, vận trình tình cảm của bản mệnh có thể sẽ phải chịu nhiều ảnh hưởng. Cái tôi quá lớn khiến cho cả hai người như hai con nhím muốn lại gần nhau nhưng không ngừng khiến cho đối phương phải chịu tổn thương. Bạn và người ấy cần phải xem xét lại cách thể hiện tình yêu của mình để không còn phải chịu khổ đau nhiều nữa. Trong tình cảm, không thể phân biệt được ai đúng ai sai, cũng khó lòng mà đoán định được ai là người yêu nhiều hia hơn, ai là người hy sinh nhiều hơn. Cái tôi đặt bên trên tình cảm khiến cho bạn khó lòng nhận thấy những điều khiến cho trái tim mình rung động từ những ngày đầu. Hãy tỉnh táo và xem xét lại bản thân trước khi phán xét người khác. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường trắng vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Thìn, Dậu.
Tử vi tuổi Dậu. Dậu Tuất tương hại, xem tử vi ngày 20 tháng 9 năm 2017, người tuổi Dậu đang phải đối mặt với điềm báo phản bội đến từ những người thân thiết. Bạn thoải mái và không phóng khoáng, sẵn sàng hy sinh vì bạn bè, nhưng đâu đó, những người mà bạn không nhìn rõ bộ mặt thật của người ta đang coi bạn là người không tốt và phải chịu tổn thương vì điều đó. Những kẻ xấu xa chỉ thấy lợi lộc chúng có thể có được từ bạn, chứ không hề quan tâm và cảm nhận thế nào khi bị phản bội bởi khi những người mình đã đặt lòng tin. Hãy tỉnh táo và chọn bạn mà chơi, đừng mù quáng để cho mình trở thành đích ngắm của những kẻ xấu xa. Kiếp tài báo hiệu, có thể bạn cũng phải chịu tổn hao vì chuyện bạn bè, song nhờ tài trí và năng lực của mình, bạn có thể hóa giải nguy thành nan, vượt qua những cột mốc nguy hiểm đó để tìm lại chính mình và tạo dựng cho mình một tương lai tươi sáng hơn. Con số may mắn 1-6, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, bạc, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, thiên ấn xuất hiện. Tử vi thứ tư của 12 con giáp, người tuổi Tuất sẽ dễ dàng được thành công trong công việc, đạt được những bước thăng tiến nhanh chóng đến bất ngờ. Những tài nghệ mà bạn tự mình tích lũy được trong suốt thời gian trước này đã đến lúc được sử dụng và mang tới cho bạn những cơ hội lớn để thay đổi vận mệnh của bản thân. Hãy vận dụng những điều mình có được một cách khôn ngoan, phát huy hết mức những gì mình có, đồng thời không ngừng học hỏi thêm những điều mới để bổ sung cho mình những gì còn thiếu sót. Cứ như vậy, bạn chắc chắn sẽ đạt được vị trí mà mình mong muốn. Ngày thổ khí đương vượng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản mệnh, nhất là về đường tiêu hóa. Cần phải chú ý ăn ngủ nghỉ đúng giờ để giảm bớt nguy cơ tổn hại đến sức khỏe của mình. Thổ vượng có thể khiến cho tùy vị, kém ăn, ăn mất ngon, ngủ kém yên, sức khỏe cứ thế mà càng ngày còn suy giảm. Con số may mắn 2-5, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, trắng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, thực thần xuất hiện mang tới những cơ may tài lộc cho người tuổi Hợi. Bạn có đủ thực tài để có thể dành lấy cơ hội cho mình và phát huy được hết sức, thu về những nguồn thu lớn. Hãy lên kế hoạch để chi tiêu hiệu quả, đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh, khiến cho tiền bạc không ngừng sinh sôi nảy nở. Có điều, ngày thủy thổ xung khắc sẽ khiến cho vận trình tình duyên của bản mệnh sa sút nghiêm trọng. Bạn chưa tìm được người chung đôi và buồn bã khi không được may mắn về chuyện tình cảm. Bạn cảm thấy cô đơn và càng ngày càng thu mình, không muốn đón nhận tình cảm mới. Hãy thay đổi từ chính cách suy nghĩ của bản thân, tình yêu không phải là tất cả. Tình yêu cũng không đến như ta mong muốn mà tùy theo duyên phận của mỗi người. Hãy cứ sống vui vẻ mỗi ngày và tận hưởng những niềm vui mà cuộc đời mang lại. Chắc chắn bạn sẽ thấy mình có thêm nhiều hứng thú trong cuộc sống và có thêm nhiều mối nhân duyên tốt đẹp. Con số may mắn 2-7, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, trắng, bạc, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.